Rồi, rồi chào anh em nha. Nay vài cây ra kiếm được vài cây lên cho anh em vui vui nha. Đó, có bù lông 36V, bù lông 18V, Hikuki, Hitachi nha. Rồi, tiếp nối chương trình. Đầu tiên, này là cái lớp sau lưng không? Đây nè. 18DB DNL VKR nha, VKR DB DNL, ngựa hình đẹp nha, đẹp, đầu cổ cứng, bu lông đầu 1/2, bàn phím không lũng. Rồi test máy, pin sạc bán hết rồi, giờ không còn cái gì mà test hết nha, để chưa kịp đóng, đi với đi chưa kịp đóng, giờ kẹp quần test cho anh em. Anh em có chuyển đế Makita thì báo 30.000 đế, pin sạc bán hết rồi, pin 36V cũng bán luôn rồi, điều đó thắng là chiều à, chỉnh cấp báo pin còn, báo pin còn nha, báo pin còn, đèn lên, đèn tắt, búa 1, búa 2, nó hai cấp tốc độ, búa một, búa mạnh, búa yếu nha. Cây này đẹp, chỉnh cấp 1 2 3 4. Rồi đợi cái lên tập các bạn, pin không còn một cục nha, bán nhiều bán hết rồi. Máy cây này thì anh em khỏi lo gì, khỏi suy nghĩ gì nước Mỹ nha. À, không thang 18V, tóm tắt là như vậy, không thang là 18V nha. Máy đẹp. Tem mát là đầy đủ. Nha, bàn phím rồi liên lạc, e-motor vẫn còn luôn nha. Đầu cổ cứng, đèn đóm đầy đủ. Nhẹ nhàng ra đi với tổng thiệt hại là 1.250.000. Mã số 1, thân máy. Đi kiếm được vài cây phục vụ anh em. Thứ nhất là phục vụ anh em, thứ hai là phục vụ mình, chứ không phải riêng gì phục vụ anh em. Mình nói chưa hết ha. Nha. Thứ nhất là phục vụ anh em, thứ hai nữa phục vụ mình, phục vụ con mình. Rồi, số 1. 1.250.000. Tất cả hình thức thanh toán đều như nhau cả nha. Cây này là cây đẹp hơn. Cây bữa là lũng bằng phím mà mình bán 1.1 đi rồi. Nên đẹp nha. Rồi. Số 1. 1.250.000 cho một cây bu lông đầu 1/2 cứng cáp đẹp đẽ nha. Số 2 là một cây 148 zin nguyên bản nha. Máy êm quá khỏi vệ sinh luôn. Test máy 18V, không thang 18V, 4 cấp chỉnh lực nha, đó là 18V. Bên tàu không kéo được. Gục bên tay đâu, bên tàu kéo không nổi, gục bên tay đâu rồi. Ê, em lấy bên trên các bạn ghế nè. Đầu cổ cứng. 1 2 3 4, báo pin còn đầy đủ. Rồi đèn không lên. Không lên đèn. Anh em về mở, mình cũng chưa mở ra nha. Mình chưa có đụng chạm nữa, đem về tới sóng êm quá rồi, khỏi làm gì hết luôn. Em đu vậy nè. Đầu cổ cứng nha. Một 148 cao su cũng còn liên lạc nha, bên L
quá cực chắc. Chỉ có đèn nó không lên. Đèn nó không có lên. Nha. Rồi. Anh em vừa mở coi nó có trập cái đèn này đâu nha. Rồi, để anh em với giá là 1.150.000. 18V không thang nha. Giá này bao anh em luôn. Cây này anh em về 148 giờ anh em người ta ra đi với giá 1.500.000 hết á. 1.500.000, 1.600.000 hết. Rồi, 1.150.000. Mã là mã số 2. Cao su còn liên lạc nha. Cao su còn liên lạc. Anh em vừa chà rửa thêm vô. Rồi một cây bu lông 36V. Cây này đập hộp và luốc không à. Nha. Bàn phím nó còn đẹp nè, phím dưới bên trên này đẹp hết. Nó là DC nha, chứ không phải là DADB nha. 36V nhưng mà nó là DC chứ không phải là DADB. Là dòng cực khủng. Này. Vừa kép anh R 36DC. Nha. Hikoki. Ngõ hình đẹp. Cao su liền lạc. Mình cũng không có hết pin tiết à. Còn cái giả chành à. Tặng luôn. Anh em vừa mua mạch, mua xe bỏ vô là quốc thôi. Mỏ đẹp 36V, 18V. Cái này anh em xài được 18V luôn nha. Nó 36 nhưng mà 18V anh em vẫn cày được hết. Anh em vẫn cày được. Nó không ảnh hưởng. Nó autobon mà nó không ảnh hưởng tới máy nha. Nó không có làm cho anh em ảnh hưởng tới cái máy à, 16V, 18V à. Ha. Anh em có pin 18 giờ vừa quốc luôn. Còn lấy quả này để 50, còn không lấy thì thôi. Nó vừa bán vừa tặng quả chanh rồi à, kẹp nguồn hốt thôi. Rồi vừa tóc đã ha, đỉnh cấp. Đã tắt đèn, báo pin vẫn còn nha. Nó là 36V. Để cấp nhẹ nhẹ có một thôi, giật thôi. Chân này nó mạnh lắm. Rồi búa là đập khỏi nói nha. Thèm thang cấp nữa thì để anh em rồi anh em cứ xài 18V vẫn được nha. Ngoại hình đẹp, đầu không lắc, lắc báo, bu lông thì không sợ rồi. Rồi để anh em có giá 1.400.000, có lấy luôn cái vỏ chanh này vừa bán vừa tặng 50 luôn. Vỏ không mập nha, giờ nó anh em nó mập đâu, vỏ mập không 3-4 xì rồi. Anh em có pin rồi thôi khỏi lấy cái này, tốn tiền. Có pin 18V là quốc thôi nha. Còn cái thằng số 1 á là nó chỉ đặc thù là pin 18, nó là cho phép 18 thôi, nó không có cái autowall. Nó vẫn vô được nè. Đó. Nó có pin 18 bởi vì nó là ghi 18, nó cho 18 là mình quấn 18 thôi ha. Nó là cái gì đây? WKR 18DBDL nha. Bu lông là vuông nguyên bản. Vừa kiếp H là vít, vừa kiếp R là bu lông. Rồi em ra đi với giá 1.400.000 thân máy. Có lấy quả thì 50 cũng lấy thôi. Mã này là mã số 3. 1.400.000. Mã số 4 lỡ kẹp hết luôn. Mã số 4 là một cây
không thang 18 V, ngoại hình cũng đẹp. 18 dBL 2 nha, VKH. Nè, vít là VKH. Đầu cổ cứng. Máy đẹp. Máy đẹp, nhưng mà cái bàn phím lủng lủng lỗ này nè. Tra ra đi luôn nha. Bàn phím là một nắp cái chỗ cái báo pin nè. Về cắt miếng lực anh nhìn vô thôi. Nó không ảnh hưởng gì hết. Nha. Rồi tiếp máy, kẹp tiếp cho nó hết luôn. Thắng đã chưa được đốc ngọt. Ở trong motor rô dưới rồi thì thắng chân này nha. Máy đẹp mà. Nhưng mà cái bàn phím nó lỗi một chút thôi. Cái lỗi đó không ảnh hưởng gì hết. Định cấp 1 2 3 4. Cái nút cấp là nút báo pin nha. Mình buôn bán cái sao nói vậy, chứ mình không nói thì cũng, máy này cũng không quan trọng để nói. Đèn lên, đèn tắt. Máy này cũng không quan trọng, cũng không cần báo, cho nên là mình phải báo. Được mua vừa anh em ủng hộ giúp mình đó, mua đâu cũng vậy, mua mình giàu hơn. Giá cả phải chăng. Rồi, để anh em 1.050.000. Máy đẹp nha. Cây này là bao bao leo mới nha, cực kỳ khỏe. Nói chung cái gì nó không chơi được hết. Mã này là mã số 4. Số 4. 1.050.000. Rồi. Số 5 là một cái cưa mắt 14 V, đẹp để hết nha, không có cỡ. Cây này đẹp để mắt anh em cũng biết sai rồi ha. Bốn rưỡi năng hạ nghiêng ngã là đầy đủ nha. Năng hạ nghiêng ngã đầy đủ, có lưỡi đi kèm, lưỡi tắt 25 mà phải. Coi lại để tắt ăn cho nó phải cái lỗi gì hết. 14.4 V nha. Lưỡi tắt 25, có số điện thoại bên Nhật đó nè. Rồi, thân máy để anh em với giá là 370.000, ngoại hình đẹp. Cây này phải 7 xị mới hài lòng đó. Nha, 4.4 thôi. Rồi. 370.000. Số 5. Số 6 là một cưa lọng. Anh em coi thử cái đầu này có mất gì không nha. Mình không am hiểu gì cái phần này. Đế rồi không có nè. Bán cái giá chành cho anh em test thử coi. Còn được là được, nó có được thì nó anh em gì lấy đế đồ hoặc là gia cố lại. Cản cò lên đèn đuôi nha. Đó. Đuôi là nó đuôi chứ không mù quáng gì hết. Đó, coi cái đầu nè. Còn đầy đủ hết nha. Chỉ cái đầu là anh em coi kỹ cái đầu. Đó, cái đế nữa, cái chân đế đó. Chân đế trượt rồi nè, nha. Coi thử nó bao nhiêu V. Nó là 18 V. Nha, hàng 18 V, Hitachi Koki 18 V. Rồi, để anh em lấy phụ tùng 2 xị. Rồi 2 xị. Không biết có thang không có thang, bán giá không thang, bán giá có thang nha. Cũng biết nó có thang không có thang. Rồi, bán giá có thang cho an toàn tính mạng. Rồi, 2 xị, sắt ướp Ai Cập, bóp tờ lên đèn. Còn mọi chi tiết anh em về lấy phụ tùng. Số 6, 200. Số 7, một cưa lọng 14.4 nha. Cộng trừ ghi rồi, anh em giờ chuyển đến Makita hốt.
Cá đá lưỡi luôn. Nó là nguyên bản, nó là 14 quanh 4, anh em chuyển đế xài 18 vẫn được hết. Đá lửa đồ tóc tóc đây nha. À, kẹp lửa nó còn nguyên. Cái này là mình biết, kẹp lửa kiểu này là mình biết. Còn nguyên. Rồi ba xì thân máy. Mình có bán đế chuyển đế đồ đầy đủ. Anh em có nhu cầu âu cơ là con quân. Mã mã số 7. 300. Số 8 là một cái đầm đầm khuôn nha, thương hiệu nổi tiếng nè, phải lết 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 vậy nè nha. Mình biết cái thương hiệu đó nhưng mà đọc cũng được. Rồi kẹp luôn test luôn. Đó, mình hàng dây sẵn, anh em cứ mua để chuyển vô hốt thôi. Đó. Dây đỏ thì cộng dây đen dây trừ vậy thôi. Nó cũng có gì khó hết. Về là quân quốc thôi nha. Rồi để nhẹ nhàng với giá 350. Cứ xài pin 18 đầu quốc nha. Mã này mã số 8 350. Số 8, 3, 10. Số 9. Pin mát 14.4. Nhưng cây mát, cưa mát gì rồi nha. Nhận sạc, áp căng. Sạc do ban sản xuất nha, sạc do ban sản xuất. Pin sạc, sạc 110 nha. Pin sạc 600. Mã này mã số 9. Sạc 110, pin sóng, sạc sóng, pin sạc 600, sạc không 400 rồi, sạc mát, do ban sản xuất nha. Số 9, 600. Số 10, mưu không thang. Ngoại hình này thì cũng dễ nhìn thôi, cũng không có được đẹp. Cũng còn tem đồ, cũng đọc với ai. 1 2 3 cấp chỉnh lực 2653-20. Bao leo mấy nhà nha. Rồi đế chuyển Makita đầu có bán nha, 150.000 đế. Còn lên đế kia thì có 30.000, lên đế dính là 30.000, mà lên đế rời như thế này á là 150. Nó tùy lòng quyết định. Thân máy 700. 18V không thang. Mã số 10. Mười một là cây này là cây loại cấp búa, để cấp nào dặn hai cấp này ra, cấp nào cũng là con búa hết, nó không có con thường nha. Anh em giờ kiểm tra cái này đó, giá để tẹt ra luôn, hai cấp tốc độ nữa mới chịu, có cấp trượt đàng hoàng nha, đầu không có kẹt điều tóc đỡ chiều. Được 1, đầu đẹp. Được 2, được 1, được 2. Rồi chức năng là, chức năng này là chức năng à, đây là góc khoan này, đây là góc khoan. Cũng búa, cái giờ nó cũng có búa hết, lật này cũng búa, hai búa.
Đó, hai búa, về hai búa lớn búa nhỏ nha, ở phần thường con búa hay phần thường đây đó. Mà chỗ nào nó cũng có búa nha, cái lúc nào nó cũng có búa hết. Cái lúc nào nó cũng có búa hết á. Lúc nào cũng có búa hết. Motor còn sáng giới à, về lấy motor cò thì cũng, cũng ngon, đầu rồi cũng ngon nha. Rồi thân máy để neo giá 300. Nha, pin 2 chấm, nhận sạc 2,5. À, lấy giờ bán thân máy nha. Mã này là mã số 10 11 300 18V nha. Thắng ở chiều tốc 1 hết. Rồi. Qua bán cặp kia, còn lại cây cây này. Sống. AZ 7542. Nha. AZ 7542. Sống nhưng mà lỗi. Sống hết cò rồi, sống hết cái gì cũng sống hết, anh em gì muốn lấy gì lấy. Đó. Rồi anh em biết ngã sắt cái biết ngã sửa thì sửa. Rồi. Để xuống sát luôn nha. Sống. Đó. Nó là 10 14V 4 nha. Trượt rồi nè. Rồi, anh em gì làm gì làm. 2,5. Đầu không có lắc. Nhiều lấy cụm đầu cụm búa lấy muốn lấy tùm lum lấy có 2,5 thôi. Rồi 12 2,5. Rồi anh em mua gì ủng hộ thôi, hôm nay sương sương nhẹ nhẹ như đó thôi nha. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ nhiều, bye bye, xin chào, chúc em may mắn và thành công.